Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên, Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần ấm áp bên gia đình và người thân, mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Vừa mới đây thì trên trang fanpage của công ty giải trí ECM đã đăng thông tin mới nhất. Xuân Mỹ xin làm thông tin này đọc đến cho quý khán giả xa gần được biết. Thông tin này như sau mọi người, để Xuân Mỹ đọc nha. Ban tổ chức chương trình Listo Star Big Dream chân thành gửi lời xin lỗi đến quý khán giả đã ủng hộ chương trình. Những ngày vừa qua, ban tổ chức chương trình đã có thông báo về việc dời địa điểm tổ chức live show từ nhà hát Hòa Bình về phim trường VHV tại số 464 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc này đã vô tình ảnh hưởng đến các quý vị khán giả, những người đã yêu mến, ủng hộ chương trình từ những ngày đầu tiên. Ban tổ chức rất tiếc vì cảm xúc không vui mà quý vị phải trải qua vì sự thay đổi này. Chúng tôi thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến quý vị khán giả. Mong những thiếu sót này từ phía chúng tôi sẽ không làm giảm đi tình yêu quý dành cho âm nhạc và các bạn nghệ sĩ nhí góp mặt trong đêm diễn. Trong suốt quá trình thực hiện chương trình, ekip chúng tôi đã gặp phải những trở ngại lớn và thiếu hụt ngân sách. Do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp dẫn đến việc tổ chức chương trình còn nhiều bất cập, dù đã thực hiện nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi giá vé, lượng ngân sách thu về vẫn không đủ để đáp ứng. Vì mong muốn chương trình vẫn tiếp tục được diễn ra và mong muốn các nghệ sĩ nhỏ có sân chơi thể hiện tài năng phục vụ quý khán giả, chúng tôi đã cố gắng nhiều nhất có thể và lựa chọn đổi địa điểm như một giải pháp tối ưu. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi quý khán giả vì sự thay đổi đột ngột này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và cảm xúc của quý khán giả. Chúng tôi mong quý vị hiểu và thông cảm. Để đảm bảo quyền lợi cho quý vị khán giả, chúng tôi xin được phép đưa ra hướng giải quyết chính thức như sau. Dời lịch thực hiện live show Listo Star Big Dream đến sau Tết âm lịch để có thể chuẩn bị phục vụ quý khán giả chu đáo hơn. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được chúng tôi thông báo trên fanpage sớm nhất. Hỗ trợ hoàn vé đối với các khán giả không thể tiếp tục tham gia chương trình theo lịch trình mới. Quý khán giả có nhu cầu hoàn vé, xin vui lòng inbox vào fanpage nội dung tên, số điện thoại, nhân viên chúng tôi sẽ sớm liên hệ đến quý vị. Giờ làm việc từ 8 giờ đến 6 giờ 30. Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều á mọi người. Là 18 giờ 30 đó, để giải quyết nhu cầu hoàn vé, chân thành xin lỗi và cảm ơn cả nhà. Đó, thì đó là cái nội dung. Xuân Mỹ kéo xuống chậm chậm cho mọi người xem lần nữa ha. Tức là cái nội dung thông báo này là gì? Xin lỗi là đã đưa ra cái thông tin dời buổi diễn sang nơi mới là phim trường VHV, gây nhiều cái lo lắng trong cảm xúc, lo lắng trong khán giả, cho nên là công ty mới dời chương trình này sau Tết âm lịch. Nhưng mà sau Tết âm lịch ngày giờ kho chưa biết, địa điểm cũng chưa biết ha mọi người. Đó, đây Xuân Mỹ kéo xuống cho mọi người thấy đó, trên trang fanpage của ECM ha. Trên màn hình lúc Xuân Mỹ thu cái video này là cách đây 18 phút hơn ha. Bây giờ là đã hơn 22 giờ đêm rồi, đêm 20 tháng 1 nha. Tức là nếu như mà tính thời gian biểu diễn thì chỉ còn một ngày nữa là tới cái ngày biểu diễn của chương trình Listo Star Big Dream ha. Nè, Xuân Mỹ kéo lên cho mọi người coi lần nữa ha. Rồi Xuân Mỹ có ý kiến thêm như thế này. Đó. Đây Xuân Mỹ để ngay chỗ cái khoảng thời gian mà dời lịch nè, dời lịch và hoàn vé ha. Mọi người để ý cho kỹ ha, thời gian hoàn vé nè. Đó, thời gian hoàn vé ha, dời lịch sau Tết và hoàn vé nha, mọi người để ý kỹ ha. Thì hôm nay trên trang FC Hồ Văn Cường Fan Club đã đưa ra cái thông tin là Hồ Văn Cường đã hủy cái show diễn Listo Star Big Dream. Tức là Hồ Văn Cường đã rút tên, không tham gia vào show diễn này. Và Xuân Mỹ trên fanpage đăng như vậy, và fanpage cũng thông báo là sẽ chuyển cái ngày 22 tháng 1 thành buổi họp mặt tất niên của em Cường và fan của mình trong fan club.
Địa điểm thì fan club sẽ thông báo sau. Còn công ty thì thông báo dời cái show diễn này qua sau Tết âm lịch. Thì Xuân Mỹ thấy thì cũng là thiện, như chiều nay Xuân Mỹ đã đưa thông tin đó, thì Xuân Mỹ cần một cái thông tin chính thức từ ACM. Thì bây giờ ACM đăng như vậy thì Xuân Mỹ cho đây là một cái thiện chí. Công ty cũng đã có thiện chí thông báo, nhưng mà sau Tết mình không biết thời gian nào, bởi vì là nó cũng do cái lịch công việc của mình nữa, cho nên là bản thân Xuân Mỹ chắc cũng không thể nào mà hứa với quý khán giả là sẽ theo dõi cái show này. Cái điều quan trọng là cái người mà mình theo dõi, mình bênh vực, mình bảo vệ là cậu Út Gò Công á, thì đã rút khỏi cái show này rồi. Không biết là cậu ấy có quay trở lại hay không, bởi vì là không có thông tin gì chính thức từ cậu ấy. Và fanpage là chỉ thông báo là 22 tháng 1 này cậu ấy sẽ gặp gỡ fan theo cái dạng là họp mặt tất niên. Và Xuân Mỹ thì mong muốn là tất cả mọi người đều vui vẻ trong cái dịp Tết này, để có được một cái chương trình văn nghệ và có sự trở lại của cổ Út Gò Công. Nhưng mà điều đó đã không có như chúng ta mong muốn, cho nên là công ty đã thông tin như vậy, thì mọi người hãy theo dõi và vào vào fanpage của họ, inbox, tức là nhắn tin vào fanpage họ tên và số điện thoại của quý vị khán giả mà đã mua vé đó, để cho công ty người ta phản hồi ha. Và Xuân Mỹ mong bao giờ cũng vậy, Xuân Mỹ không có muốn những cái xấu nó diễn ra, và nó cái kết cục xấu hoặc là cái kết cục tệ, mà cũng mình cũng muốn công ty có cái buổi diễn thành công, cái show diễn thành công. Nhưng mà nó đã nằm ngoài cái mong muốn của chúng ta, cho nên là bây giờ Xuân Mỹ chỉ mong là khán giả nào mà không theo được thì nhận lại được tiền, để công ty còn có thể là tiếp tục giữ uy tín cho công ty mình, còn hơn là rơi vào một cái điều như mà người ta nói hay mọi người là không không có minh bạch, đánh đánh mất lòng tin của khán giả. Thì Xuân Mỹ thông tin nhanh cho quý khán giả như vậy, và Xuân Mỹ đã hôm nay Xuân Mỹ đã trao đổi chính thức với cô Oanh chủ nhiệm của em Cường, thì cô Oanh cũng xác nhận là em Cường đã hủy show nha mọi người. Em Cường đã chính xác là em Cường đã hủy show này. Và việc mà em ấy có tham gia show vào sau Tết hay không thì cái đó không ai biết. Em Cường cũng chưa thông báo trên trang fanpage nha mọi người. Điều mà Xuân Mỹ không mong muốn nó xảy ra thì nó cũng đã xảy ra. Như vậy là 22 tháng 1 này chúng ta không có show diễn nào của cậu Út Gò Công, và chỉ là một buổi họp mặt tất niên theo như fan fan club thông báo. Thật là đáng tiếc. Xuân Mỹ ngồi đây và một cái tâm trạng cũng còn vẫn còn cái tâm trạng hụt hẫng, cũng thật là đáng tiếc mọi người. Bao nhiêu kỳ vọng của Xuân Mỹ khi mà thông tin BE cho show diễn này để là cậu Út Gò Công quay trở lại, thì bây giờ nó đã không xảy ra, nó không tổ chức ngày 22 tháng 1. Thì Xuân Mỹ cũng mong là khán giả đừng buồn, và khán giả hãy dành cái tình yêu thương đó, tiếp tục dành cái tình yêu thương đó cho cậu Út Gò Công. Nếu như mà công ty giải trí ACM không có giải quyết thỏa đáng cho những ai mà không theo chương trình được, mà không nhận lại tiền hoàn vé, thì mọi người có thể thực hiện theo các cái giải thực hiện các cái biện pháp pháp lý khác. Nếu như mà quý khán giả cần sau này, nếu như mà không thực hiện được đúng như lời hứa của công ty, thì khán giả cũng có thể thực hiện các cái thủ tục pháp lý theo đúng với cái giao dịch này là giao dịch mua bán rồi, nó là giao dịch mua bán, cho nên là khán giả đã có cái phần chuyển tiền mình vào tài khoản mà người ta không thanh toán lại, thì quý khán giả có quyền khởi kiện nha. Đây là giao dịch mua bán, cho nên là người ta đã không thực hiện đúng cái ngày 22 tháng 1, thì mình nếu mình theo được thì mình theo, mình không theo được thì mình có quyền hoàn vé và để người ta thanh toán lại cho mình. Thì đó đó là cái đây là cái
cái thời gian nè, mọi người nhớ ha, sáng từ 8 giờ đến 6 giờ 30 chiều, và gọi điện thoại để lại tên và số điện thoại vào fanpage, inbox vào fanpage thì để họ giải quyết ha. Và rồi Xuân Mỹ xin thông tin nhanh đến quý khán giả như vậy để mọi người biết, và Xuân Mỹ rất mong quý khán giả đừng buồn và hãy dành tình yêu thương cho cậu Út Gò Công tiếp tục. Và Xuân Mỹ sẽ tiếp tục lên tiếng nói bảo vệ cậu Út Gò Công. Nghe nói hôm nay thì các cậu vàng là sủa hơi to, bởi vì nghe thông tin show diễn dời đi thì các cậu vàng sủa hơi to, nhưng mà Xuân Mỹ sẽ tiếp tục có những cái ý kiến phản biện các cậu vàng này. Bây giờ thì mọi người hãy chú ý ha, và thực hiện những cái bước cần thiết để hoàn vé và thu lại tiền. Trước mắt là như vậy, còn nếu như mà họ không thực hiện thì mình sẽ làm những cái thủ tục khác nữa. Và Xuân Mỹ không mong muốn cái thủ tục pháp lý nó xảy ra, mà Xuân Mỹ chỉ mong muốn đôi bên cùng có lợi vui vẻ, để những cái show diễn của công ty giải trí ACM sau này còn có khán giả đến xem. Xin cảm ơn và xin chào quý khán giả.